Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android với Kotlin tại Trung tâm Đào tạo Sinh học Khoa Phạm. Ở video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách load một image từ URL Internet. Thì ở video này, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn load cái hình ảnh từ Internet tương tự như vậy, nhưng mà mình sử dụng cái thư viện bên ngoài hỗ trợ. Thì thư viện ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng là thư viện Picasso, dùng để load ảnh. Đầu tiên, các bạn ra Google, bạn search cho mình với từ khóa là Android Picasso. Từ khóa này nha các bạn. Bạn vào cái link đầu tiên của mình luôn, Picasso, trang chủ của nó. Thì cái giao diện nó như thế này. Bạn vào thì đầu trang nó đang như thế này ha. Bạn vào xuống cái phần download, nếu vào download phần bên phải, nó dẫn xuống cái phần download. Nó có hai kiểu, một cái là file share và cái thứ hai là có Gradle. Thì ở đây để cho nó nhanh chóng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách Gradle ở đây ha. Có dòng compile, rồi bạn copy cái dòng này cho mình. Thì sau khi copy xong mình để vào reset. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái reset ha. Vẫn là lost image Picasso ha. Đặt ngắn gọn ha, Picasso capital. Sau khi tạo rồi hết xong, bây giờ để nhúng thư viện vào và nhúng cái dạng compile. Bạn vào cái phần Gradle Rip cho mình ha. View.Gradle, cái dòng thứ hai Module App, đằng sau Module App ha. Nhấn tiếp mở nó lên. Và bạn kéo xuống phía dưới. Trong phần thư viện Dependency, bạn sẽ để cái dòng đó vào ha, dòng compile. Đây, lấy cái dòng compile ha, mình copy vay về Android. Và đặt trong phần mục của Dependency đang có sẵn cho mình ha. Bây giờ bạn Enter xuống một dòng. Chú ý cái vị trí ha, và mình pass vào. Thì bạn lưu ý đối với Android Kotlin á, thì để nhúng một cái thư viện vào trong dependency, nó không dùng chữ compile nữa, mà bạn đổi thành implementation cho nó ha. Copy chữ trên, đổi compile. Và nó sẽ có một dòng ở trên Gradle chain nè, thì bạn listen nào để nó cập nhật lại. Thì trong quá trình cập nhật, chúng ta nó load cái thư viện của Picasso về cái reset của mình. Sau khi nó build xong không có vấn đề gì hết, nó không còn chạy dây nữa ha. Tức là nhúng xong rồi. Giờ để sử dụng. Để sử dụng trước tiên thì mình phải thiết kế layout ha, đơn giản thôi, một cái image view đó hình ảnh về. Rồi cái text mình bỏ đi. Bây giờ kéo vào phần image nè, image view. Rồi ở đây mình sẽ load một cái resource mặc định ha. Rồi ok. Mình sẽ nail nó lên, giờ đang xài constraint layout. Mình đặt ID lại cho nó, chứ mình đặt là IMG hình, đơn giản như thôi. Tiếp theo quay về main activity thì gọi nó để dùng. Bây giờ cách dùng như thế nào, sau nhúng xong bạn có thể quay trở lại cái trang Picasso. Bạn quay về đầu trang hoặc click vào interaction. Ở trên đây nó còn đoạn code để mình dùng. Thì trong đây nó có vài hình phần chấm quick truyền vào context nè, loss là một cái URL into và cái hình của mình truyền vào. Thì thứ tự nó như vậy ha. Bạn có thể copy cái dòng đó. Và cái chỗ Picasso thì mình load nè, nó cần load hình ở phần nào mà đặt đúng vào cái vị trí đó thôi, để nó có thể dùng cho activity hoặc là app sau luôn nha. Onray muốn vừa run lên mình load luôn. Rồi bây giờ mình đổi những cái phần màu đỏ trước. Context, context đây bạn đổi là cái context thì bạn để this hoặc là application context cho nó là context ha. Tiếp theo là cái URL. URL này thì mình đặt trong cái chuỗi đi, von để URL. Rồi bằng thì link hình, bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh nè. Ví dụ mình tìm là Android đi, trong cái hình ở đây. Rồi ok, tấm hình này. Và ông click vào xem hình ảnh luôn à, vẫn tương tự. Để em lấy cái link hình gốc của nó luôn. Đây chấm .png đặt vào. À nó khá dài ha. Và trong loss này, thay vì truyền cái chuỗi, mình truyền cái biến URL nó làm cái chuỗi rồi. Và into, into là đổ vào đâu. Thì cái image view của mình là img hình. Và mặc định nó không có trong phẩy ha, mình bỏ đi. Và khi load hình từ cái đường dẫn thì nhớ xin cái quyền internet mình ha. Mở app ra Android manifest. Xin quyền, give permission, quyền là internet. Bây giờ mình sẽ chạy thử. Nó run lên rồi. Đợi vài giây nó load tấm hình mình về.
Thì do tấm hình thì tùy tấm hình nó có thể nặng hoặc nhẹ khác nhau ha. Nên đây thì mình có thể nói thêm như vậy. Tại thấy là trong lúc mà cái hình mình đợi nó load về á thì nó khá lâu. À, do đó mình sẽ tìm thêm hai tấm hình đi. Một tấm hình thì để trong quá trình nó load mình đợi của nó, thì nó giống như loading. Còn một tấm nữa thì giả sử cái liên hình bị lỗi, mình xử lý chỗ đó luôn. Đối với Picasso thì nó hỗ trợ mình luôn ha, ở trong này. Như bên Picasso của nó sẽ để ở đây. Ở phần phía dưới nè. Đây. Đây placeholder. Một cái placeholder kiểu một cái hình và error nó bị lỗi. Mình sẽ tìm hai cái hình tương ứng như vậy. Thứ nhất một cái là loading đi ha. Loading png, tìm cái hình png. Và nhớ là tìm cái hình bình thường nha các bạn. Rồi ví dụ cái hình này đi. Để mình xem hình ảnh. Rồi nó là cái đuôi file .png mình load về. Lưu hình ảnh thành. Để là lost image. Còn tấm thứ hai là nếu sự tấm hình nó bị lỗi thì lỗi ha, photo để error đi hoặc là not available tùy mình dùng. À, mình để not available đây ha. Rồi, cái hình này đơn giản này ha. Rồi, mình để là no photo. Mình sẽ lấy hai cái hình này về. Copy vào trong project thư mục Robo. Resort nè, Robo pass vào một lần hai tấm hình luôn ha. Nhớ cái phần tên hình của mình. Tên hình bạn biết thường thôi nha, nếu cách ra để xịt gạch. Rồi bây giờ để cho nó dễ thì mình sẽ kiểm soát như vậy. Mỗi cái bạn xuống dòng cho nó ha. Và nhớ vị trí của nó sau khi chấm lót nè. Bạn mới gọi phương thức là chấm placeholder. Truyền vào cái result hình của mình r robo. Và nó đang lost, lost là lost image. Rồi tấm thứ hai nếu bị lỗi error thì gọi r.robo no photo. Và cuối cùng mới là chấm into. Rồi ha, nhớ chỗ đó. Giờ sẽ run lại thử. Cái này do run lên thì mình chạy luôn, mình chú ý cái phần máy ảo. Để xem có load hai tấm hình nó được hay không. Rồi mình xem ha. Rồi mình thấy rất là nhanh, vừa lên nó có cái hình rồi. À, do nó có load lại. Bây giờ trường hợp bị lỗi, lỗi thì sao? Giả sử mình đổi một chút đi ha, ví dụ mình để thêm 1, 2, 3 á, mình sửa cái link, link nó bị sai. Nó run lên, nó load xong, nó báo là no image available. Nó không load được tấm hình, thì nó ra như vậy. Để tránh tình trạng, ví dụ giả sử mình load hình ảnh nhiều hay đó, hay một tấm thôi. Nhưng nó lâu quá, thì mình đợi để placeholder vào. Hoặc là link bị lỗi thì mình để là error để tránh tình trạng hình nó bị trống. Rồi ha, đó là cái thư viện Picasso dùng để mình load hình ảnh từ cái thư viện khác. Và nhớ cách bạn nhúng vào trong cái phần build.radon Dual App ha. Mình đổi compile thành implementation. Rồi lấy xin nào cho nó. Còn code như thì như thế này thôi, bạn hãy xem thêm trong cái trang Picasso. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.